trong khoảng đến 3 đến 5 năm nữa thì em đã đặt một cái mục tiêu cho mình là cái thu nhập tối thiểu của em phải đạt là 3 tỷ trên một năm. Còn trong 10 năm nữa thì có thể cái mức thu nhập của em mà em đặt ra nó sẽ là từ 5 đến 6 tỷ một năm. Em rất xinh, rất thông minh, là rất khéo, nhưng mà đôi khi không cần khéo như vậy. Anh hiểu là em đang không muốn nói thẳng ra là em muốn học hỏi để em khởi nghiệp. Chào Hà, em có sẵn sàng chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc không? Dạ thưa sếp, là em sẵn sàng chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh khi có cơ hội ạ. Không thử thách nhiều, xanh luôn. Chưa gì thì sếp Dũng đã tung chiêu bấm xanh cho nó, cho nó kiểu cho nó có lợi thế. Có nghĩa là thứ nhất là chị Lưu Nga là rất là thích gái đẹp. Bạn Hà này không chỉ xinh mà còn là thông minh nữa, vừa đấy. Xinh vừa thông minh. Vậy là em đã có hai đèn xanh rồi, em đã chắc chắn đủ điều kiện để đến với vòng cuối cùng. Bây giờ không, tôi rất là muốn các sếp khác đưa ra thử thách nào đó cho cô gái này. Chẳng nhẽ cô gái này chỉ có mỗi xinh không? Em có thể chia sẻ cái lộ trình. Em biết là em đã có những hoài bão để khởi nghiệp đúng không? Nhưng mà do em đánh giá là em chưa có trang bị đủ những cái kỹ năng kiến thức. Thì vậy thì em muốn hỏi là em có tiếp tục với cái hoài bão đó hay không, và cái hành trình tiếp theo của em để đi đến cái mục tiêu đó là gì? Thì em đã gần như là bỏ ăn, bỏ uống, bỏ mọi thời gian, bỏ mọi tiền bạc đổ dồn vào cái startup đấy. Khi mà em bắt đầu đi học đại học và em nhìn ra được, em vận dụng những cái kiến thức mình được học và em nhìn ra được là cái sản phẩm táo xoắn này nó có những cái tiềm năng ở thị trường Việt Nam, thì lúc đấy em mới bắt đầu hình dung đến cái việc là mình sẽ bán sản phẩm này. Lúc đấy em chỉ nghĩ là mình bán thôi, và em có xây dựng một cái xưởng nhỏ tại Hà Nội, ở Chương Mỹ, Sóc Sơn, Hà Nội để kinh doanh cái sản phẩm táo xoắn. Và khi mà em kinh doanh thì thực sự mà nói là em rất may mắn vì em gặp rất nhiều thuận lợi. Anh thì cũng giống như chị Lưu Nga, là bởi vì anh kinh doanh trong cái ngành làm đẹp nên anh cũng rất yêu cái đẹp. Nhưng mà anh không bấm đèn xanh ngay, bởi vì anh bên anh vẫn còn có cái yếu tố về lý trí trong đó nữa. 10 năm nữa em hình dung ra lúc đó em đang làm gì và em đang là ai? Bắt đầu là em chuyển hướng cái mục tiêu của mình từ một người chủ doanh nghiệp tảo xoắn sang một người làm thuê chuyên nghiệp với một cái tinh thần làm chủ. Ok, em đang nói về cái đường em đi, là em đi theo con đường làm thuê và với một tâm thế làm chủ. Nhưng mà anh, câu hỏi của anh là có về cái yếu tố, có biến số thời gian trong đó nữa, 10 năm. Thì em thấy rằng em ở đâu trên con đường làm thuê đó? Trong khoảng đến 3 đến 5 năm nữa thì em đã đặt một cái mục tiêu cho mình là cái thu nhập tối thiểu của em phải đạt là 3 tỷ trên một năm. Còn trong 10 năm nữa thì có thể cái mức thu nhập của em mà em đặt ra nó sẽ là từ 5 đến 6 tỷ một năm. Anh muốn biết là anh sẽ có hai cái lựa chọn cho Hà ha. Cái lựa chọn thứ nhất á, là cái lựa chọn là với cái nhìn nhận của em là em đã xây dựng được 600 cộng tác viên và em thất bại ở trong cái lĩnh vực đấy. Thì anh cho em một cái cơ hội á, là em sẽ làm lại một lần nữa. Nhưng lần này em sẽ có sản phẩm tốt hơn rất nhiều. Em sẽ có được đội ngũ mentor và những người sếp hướng dẫn cho em cách làm. Em có được rất nhiều những cái công cụ và một cái hệ sinh thái để hỗ trợ cho em làm lại cái kênh online đó, được không? Lựa chọn số 2 là lựa chọn là em coi nó là một thất bại và em trốn tránh nó, thì em nói em sẽ đi làm trợ lý cho tổng giám đốc của thời trang, của food, của những ngành khác nhau. Sau em cố gắng em lên một số kỹ năng rời rạc, được không? Nói nhân sự chỗ này, một số cái chỗ khác, để hy vọng là em trở lại, em nói một ngày nào đó em sẽ trở lại, em hiểu được là em làm sai chỗ nào, thất bại chỗ nào trong quá khứ. Hà sẽ lựa chọn cái phương án nào? Dạ cảm ơn câu hỏi của sếp. Thực ra đối với em thì cả hai lựa chọn thì đối với em nó đều là cái cơ hội và cũng như là cái thách thức. Tức là cả hai. Dạ. Vậy thì bạn sẽ chọn một hay hai? Cái nào em cũng sẽ có thể làm tốt được ạ, nếu như em có được một cái cơ hội là có một người dẫn đường. Em rất xinh, rất thông minh và rất khéo, nhưng mà đôi khi không cần khéo như vậy. Anh hiểu là em đang không muốn nói thẳng ra là em muốn học hỏi để em khởi nghiệp, bởi vì em đụng chạm đến các anh ở đây, các sếp ở đây sợ là không có cái nhu cầu để, chứ là tuyển em về để chỉ để làm việc chứ không có nhu cầu để tạo cơ hội cho em khởi nghiệp.